Xin chào các bạn Tôi là Bác Thắng Phong Thủy Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề liên quan tới ánh sáng Chủ đề của nó là gì? Chủ đề của nó là gì? Là cách xác định nhà âm dương cân bằng gia đạo tất thịnh vượng Vì sao hôm nay tôi đưa ra cái chủ đề này Qua cái thời gian rất là dài đi thực tế rất là nhiều thì rút ra được một cái kinh nghiệm như thế này trong nhà người ta cái gì nó phải có âm dương cân bằng thì thông thường những cái nhà đó đa phần là họ rất phát triển nhưng ngược lại những cái nhà mà âm u âm dương không cân bằng bị bế khí thì thông thường tâm tư tình cảm làm ăn sức khỏe gia đình đều đi xuống. Đây là một cái thực tế mà các bạn có thể kiểm nghiệm ngay bản thân nhà của các bạn. Bởi vậy, ngày hôm nay tôi phát cái chủ đề cách xác định nhà âm dương cân bằng gia đạo sẽ thịnh vượng. Thực ra đấy, chúng ta phải hiểu cái này này. Người xưa người ta đã nói một cái câu đúc kết là đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì nó tương cầu mỗi một vật thể nói chung đều có âm dương về con người nam là dương mà nữ là âm ánh sáng mặt trời là dương mà ánh sáng buổi tối mặt trăng là âm nói chung mọi thứ nó đều có âm có dương dương gian dương thế và âm phần chính vì vậy mà trong một cái ngôi nhà đấy để đảm bảo cho cái trường khí trong nhà nó thông suốt âm dương nó được cân bằng ánh sáng nó phù hợp chỗ nào cần ánh sáng chỗ nào cần tối giúp cho khi bước vào trong nhà cảm thấy yên tâm cảm thấy tinh thần thoải mái và luôn luôn yêu quý cái nơi không gian mình sống cho nên người ta vẫn thường nói ngôi nhà là số 1 khi các bạn bước chân vào trong nhà của chính bản thân mình mà bạn cảm thấy luôn luôn gần gũi thoải mái vui vẻ sảng khoái và luôn luôn muốn ở trong cái căn nhà đó thì cái nhà đó không sớm thì muộn nó cũng sẽ thịnh vượng. Ngược lại cũng là một cái căn nhà. Nhưng ra ngoài thì thoải mái, về nhà cảm thấy bực bội. Ra ngoài thoải mái, về nhà câu có, về nhà trong gia đình bất an. Cảm thấy nó tù túng, cảm thấy nó mệt mỏi, nó căng thẳng. Thì đó là cái nhà đó không sớm thì muộn, ra đảo cũng dần dần đi xuống đây là một cái thực tế cho nên cái gì nó cũng phải có một cái quy luật nhất định hôm nay tôi sẽ giúp cho các bạn cách xác định như thế nào là một căn nhà âm dương cân bằng thứ nhất là trước khi vào trong nhà đấy chúng ta nhìn cái hình thế ở ngoài hình thế ở, ở ngoài nhà đó là cái bộ mặt chúng ta là cảm thấy cái nhà đó nó cân bằng cân bằng làm sao nó không bị gồ ghề nó không bị lồi lõm nó không bị nhấp nhô à nó cảm thấy bắt mắt là cái hình thức kể cả cái hình thức sơn hay là trang trí ở cái mặt ngoài nó không dối rắm mà nó trang nhã lịch sự và cảm giác nó nhẹ nhàng thì đó là cái đầu tiên cái thứ hai nữa cái thế đó là trước đằng sau trước thì nó phải là thấp mà đằng sau nó phải cao hai bên tay phải tay trái từ trong nhà nhìn ra nó phải cân xứng hoặc là bên trái thanh long nó phải cao và bên phải nó thấp hơn nhưng tốt nhất là hai bên phải trái của nhà kể cả trồng cây trồng cối cũng vậy nó phải cân bằng tránh cái trường hợp bên quá cao hoặc là bên quá thấp hình thế ở bên ngoài nó phải rộng rãi bởi vì sao nó phải có cái Minh Đường tức là phía trước nó phải rộng rãi thì mới đón được ánh nắng mặt trời đồng thời khí nó ở đó nó mới nạp được những cái trường khí tốt nếu như trước mặt của chúng ta nó là một cái ngõ hẹp hay nó nó nhỏ mà nó có những cái tòa nhà cao ánh nắng mặt trời nó không thể chiếu vào được đó thì có nghĩa là người ta gọi là mất cân bằng âm dương đó cái đầu tiên cho nên phải nhìn cái hình thế đất là đằng sau nó cao nhưng đoàn phía trước mặt nó phải thấp và nó phải rộng rãi phải trái nó phải cân xứng nhau ừ. cái thứ hai nữa ánh sáng nó phải hài hòa, hòa sáng tối nó phải cân bằng thì mới được ánh sáng ở đây đấy là chúng ta chú trọng tới cái cửa cửa là nạp ký nếu như suốt ngày chúng ta cứ đóng im ỉm chúng ta không mở kể cả khi chúng ta về đến nhà rồi vẫn đóng vào nhưng gì nếu không mở được cái cửa ở dưới thì các chúng ta cũng nên mở cửa sổ để cho ánh ánh sáng nó lọt vào. Đặc biệt là ánh sáng buổi sáng ở phía đông, phía đông nam và phía nam người ta gọi là tử khí đông lai. Đó là ba cái cái khí và năng lượng tốt nhất để nạp vào trong một ngôi nhà. Khi mặt trời bình minh nó chiếu tới Tuy nhiên đến mùa đến cuối cuối ngày từ 15 đến 17 giờ đó là cái khí xấu chiếu rọi vào nhà thì lúc đó là các bạn lại phải đóng các cái cửa mà ở các cái vị trí phía tây về phía, tây nam hoặc là phía tây bắc nó chiếu tới đó là từ khí ở đây hôm nay chúng ta nói đến cái chủ đề là âm dương âm dương ở đây đấy thì bao giờ nó cũng rất rõ ánh sáng ánh tối độ cao thấp làm sao cho nó có một cân bằng nó có một cái tỷ lệ nhất định nếu như trong một cái nhà để kiểm tra xem là nó có cân bằng âm dương hay không thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái ánh sáng ánh sáng của tự nhiên ánh sáng của đèn để chúng ta xác định là nhà ta đã cân cân bằng sáng tối đã ở âm dương đã tỷ lệ với nhau tốt hay không cũng như trong gia đình người ta ngoài cái yếu tố thiên địa nhân hợp nhất thì ở trong cái yếu tố nhân nó cũng rất là yếu tố quan trọng nhân ở đây đấy là cái nhân khí nhân khí ở trong nhà trong một cái gia đình người ta gọi là vợ chồng đồng tâm hiệp lực từ sinh tài mỗi người mỗi ý thì sinh biến trong gia đình trên dưới hòa thuận con cái ngoan ngoãn nghe lời học hành tân tới không vướng vào những cái vấn đề tệ nạn abc thì đó là trong gia đình nhà đó có sự cân bằng âm và dương như cái đầu bài đã nói đấy là đồng thanh thì tương ứng mà tổng khí thì tương cầu bởi vậy mà chúng ta sẽ xét tới ba cái yếu tố thiên địa nhân đấy thì nó phải hợp nhất thì trước hết chúng ta nói về ánh sáng sắp xếp để xác định không thể xác định chung chung một cái cửa hoặc là một cái phòng khách nó không thể quyết định được cái khí trường của các bạn là âm dương có cân bằng hay không thứ nhất nói về cửa nó phải rộng rãi thoáng đáng và đón được ánh nắng tự nhiên ánh sáng tự nhiên đấy là cái điều tốt nhất mà nên mở thông thoáng không bị cản trở làm sao lối đi trong nhà đường đi lối lại nó thuận tiện và nó không bị che chắn một cách quá đáng thì ở trên cái nguyên tắc đấy phòng khách nó là chủ mà các phòng khác nó chỉ là khách chính vì vậy mà phòng khách bao giờ cũng được trang hoàng và bao giờ nó cũng to hơn chủ bao giờ phải to hơn đẹp hơn sáng hơn gọn hàng hơn đó là nguyên tắc đầu tiên phòng khách là nó phải lớn hơn đẹp hơn cả các phòng khách các phòng khác đặc biệt là cái khu trung tâm của một cái nhà cho dù là nhà bạn là nhà vuông vức hay là nhà ống diện tích nào thì phải luôn luôn nhớ là điểm trung tâm là không bị đè nén không bị tối tăm mà thông thường ở một số các cái nhà mà là nhà ống thì hay thiết kế <laughs> khu vực cầu thang và vc ở khu vực giữa trung tâm chính vì vì vậy mà đã có rất nhiều các cái chia sẻ mà cách đặt cầu thang là tránh cái vị trí quá gần trong trung tâm tức là trung tâm nó bị đè nén nó giống như trái tim của con người <laughs> đồng thời nó cái cản trở các cái luồng khí lưu thông nó bất lợi chính vì thế mà khu vực trung tâm cần phải sáng sủa tiếp theo lối dẫn khí là hành lang và vị trí cầu thang vị trí ánh sáng tiêu nạp để dẫn khí từ dưới phòng khách tầng một đi lên các tầng trên thì cầu thang nên rộng rãi thoải mái sáng sủa và nên thiết kế đi theo chiều thuận kim đồng hồ đó là một cái quy luật tiếp theo hành lang dẫn khí từ các tầng thì cần phải có các cái giếng trời thứ nhất là đảm bảo ánh sáng cái thứ hai là hệ thống thông khí từ tầng dưới đi lên tầng trên tránh cái trường hợp bị bế khí yếu tố quan trọng tiếp theo là chúng ta xét tới bàn thờ bàn thờ là một góc tâm linh thì ánh sáng của bàn thờ được phân bổ theo một cái nguyên tắc nhất định thứ nhất là phía trong của bàn thờ thì tối phía ngoài thì nó sáng sắp xếp ban thờ để có thuận âm dương là phía trong thì các vật thờ cúng được bày cao càng ra ra phía ngoài thì nó là thấp ví dụ trong ban thờ người ta có thể treo các cái chữ chữ tâm chữ sinh chữ phúc sau đó có cái ngai hoặc là không có ngai thì người ta có thể là đặt giá hương sau đó đến tới đỉnh đồng hai con hạc hoặc là ngũ sự thêm hai cây nến bằng đồng phát hương nó dần dần nó thấp ra sau đó tới năm chén nước vân vân phải trái là lọ hoa cũng như là nam thì phải đặt bên bên tay trái nữ đặt ở bên tay phải theo nguyên tắc là âm dương trai thì phải gái thì trái với điều kiện các bạn phải nhớ để xác định tay trái, tay phải thì là từ trong bàn thờ nhìn ra ngoài để xác định là bên trái và bên phải. Ảnh thờ cũng sắp xếp theo cái nguyên tắc âm dương, trai bên tay trái, gái bên tay phải, tính từ trong bàn thờ nhìn ra. Đồng thời, bàn thờ phải đảm bảo được năm yếu tố ngũ hành, kim, mộc, tùy, hỏa, thổ. Qua đó sẽ cân bằng được trường khí chung của bàn thờ tiếp theo chúng ta xét tới bếp bếp là quản về tài lộc bàn thờ thì quản về tâm linh bếp thì quản về tài lộc trường hợp trong bếp thì âm dương cũng phải cân bằng có rất nhiều các cái trường hợp để cho nó sáng không gian bếp lại đặt cửa sổ, cửa phụ vào những cái vị trí phạm và xung sát. Các bạn phải nên nhớ cửa sổ duy nhất ở trong không gian bếp là mở ở vị trí chậu rửa, gần chậu rửa, tránh tuyệt đối không được mở ở trên vị trí đặt bếp. Bởi vì như vậy âm dương sẽ mất cân bằng. Hãy nhớ hóa là dương mà thủy là âm. Bởi vậy ở khu vực chậu rửa hoặc những cái nơi mà mình làm đồ ăn thì nên có cửa sổ. Nhưng tuyệt đối không được đặt ở ngay sau phía đặt bếp. Bạn tất nhớ cái điều này. Tiếp theo, bởi vì sao Con không gian bếp nó phải có? cái không gian thoáng đáng tiện ích và khí lưu thông bởi vì trong bếp bao giờ sẽ có những cái mùi bởi vậy phải có những cái hệ thống chiếu sáng tránh cái trường hợp lù mù đồng thời phải có hệ thống dẫn thải tức là hút khói hút mùi cho nó thông thoáng đặc biệt trong cái hệ thống cầu thang thì nó phải như đầu bài đã nói phải thông khí phải có giếng trời để khi nó không bị tụ lại hoặc là nó thoát đi quá nhanh đường đi trong nhà từ tầng 1 cho lên các tầng trên nó phải thoáng đáng nó không bị cấp khúc nó không bị à, những vật xung sát hoặc là không bị những cái cản trở giúp cho luồng khí được lưu thông một cách tốt nhất đặc biệt trong ngôi nhà phải giữ gìn cái khu vực trung tâm luôn sạch sẽ phải thoáng rộng và không bị đè nén không bị những cái vật lớn như cầu thang hoặc cột đặt ở giữa điểm trung tâm cũng gây lên cái bất lợi các cửa chính các, các cửa phụ là không được đối xung với nhau bởi vì đối xung với nhau thì nó sẽ có cái bất lợi các cái xung sát nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái trường khí chung của trong nhà chính vì vậy trong cái thiết kế về các cái cửa nói chung là tránh cửa đối cửa cho dù đó là cửa phòng nào đều nên tránh ở cái vị trí nhất định tiếp theo chúng ta xét tới vị trí của phòng ngủ vị trí phòng ngủ là cái nơi mà chúng ta nghỉ ngơi và nạp khí trong quá trình làm việc ít nhất nó cũng phải 8 đến 10 giờ là chúng ta sinh hoạt ở trên cái giường để đảm bảo cho cái giấc ngủ nó được yên vì thế trong phòng ngủ cũng tránh bày những cái quá quá nhiều quá dày quá luộm thuộm hoặc là những vật mà không cần thiết đặc biệt nếu như cái điều kiện cho phép thì không nên đặt tivi ở trong phòng ngủ cũng gây nên những cái từ trường nó bị thay đổi đồng thời cái đầu giường phải có một cái điểm tựa vững chắc vào trong cái tường có nhiều cái trường hợp là đầu giường kê dưới cửa sổ để cho nó mát nhưng đó nó lại dẫn tới những cái mà bất lợi cho chính những người nằm ở, ở trên đó chính vì thế cửa sổ chỉ ở bên cạnh của giường là tốt nhất đồng thời phải cân nhắc cái vị trí mở cửa sổ làm sao cho nó đúng tốt nhất ở ba vị trí phía đông phía đông nam và phía nam là nơi mà nạp khí tốt nhất trong ngày nếu như có những cái cửa sổ ở phía tây à, tây nam và tây bắc hoặc đông bắc thì phải cẩn thận về mùa đông về gió cũng như mùa hè về nắng khi mặt trời nó lặn Chính vì vậy mà để cho một cái ngôi nhà nó đảm bảo được yếu tố cân bằng âm dương giúp cho gia đạo ngày càng phát triển thì các cái yếu tố ngoại sự như tôi đã nói <laughs> tránh những cái mà ánh nắng phản quang cần phải chú ý tới loan đầu tức là cái ngoại ngoại vi của cái nhà, mà đặc biệt là những nhà có các cái ao, các cái hồ nó bị phản quang sát đấy mà khi mặt trời đặc biệt là mặt trời lúc buổi chiều hoặc là buổi trưa nó phản quang lại mà nó lại chiếu vào cửa hoặc là cửa sổ của cho các bạn làm cho người trong nhà thần kinh bất ổn định bởi vậy để cân bằng âm dương ngoài các cái biện pháp nhà rộng nhà có vườn thì phải có cây cối mà cây cối ở đây phải tỉa tốt cho nó tốt cây nào đáng để cây nào đáng bỏ đi tránh cái trường hợp là quá um tùm trước mặt hoặc chung quanh toàn rừng cây cây cối quá rậm rạp thì âm nhiều thì dương nó cũng bị cạn kiệt cũng không thể giúp được gia đạo nó phát triển được lên chính vì thế người ta gọi là yếu tố cân bằng âm dương là cái yếu tố quyết định ngoài ra chúng ta nên sống theo tự nhiên và nó phù hợp với cái tự nhiên làm sao để đón được cái khí khí lành của tự nhiên thì nó sẽ tốt trên đây là những cái gọi là để cân bằng về âm dương ngoài ra cổng cửa là nơi nạp khí thì các bạn cố gắng chọn được cái hướng khí nó có những cái sao đương vận những sao sinh khí nó tới tránh cái trường hợp mà chúng ta nạp phải những khí suy tử sao số 2 số 3 số 5 và số 7. Hàng năm nó chiếu tới cũng sẽ gây lên bất lợi. Bởi vậy, để cân bằng âm dương theo thời thế, theo thời vận, theo không gian và thời gian của mỗi gia đình, làm sao chúng ta đảm bảo được cái yếu tố cân bằng, nó là, là yếu tố đầu tiên. Đồng thời đón được những cái khí tốt và tránh được những cái khí xấu, giúp cho gia đạo được ổn định qua kinh nghiệm của tôi rất là nhiều năm ấy thì đa phần những cái nhà mà người ta thành thành đạt đa phần những cái nhà mà kinh tế nó ổn định và con cái nó rất chăm ngoan vì vào trong nhà của họ ấy, đã cảm thấy cái không gian đấy nó nhẹ nhàng nó ấm cúng và nó thoáng đẳng nhưng ngược lại những cái nhà tù túng những cái nhà mà kinh tế không phát triển trong gia đình có nhiều các mâu thuẫn và không được hạnh phúc nói rõ là thế thì đa phần những nhà này nó âm u khí trường nó không cân bằng à, nó nhiều những cái khiếm khuyết và dẫn tới mà cái tinh thần đã bất an thì mọi sự nó không thể tốt lên được cho nên mọi việc nó đều phải có là quyết định là ở cái tinh thần thì nó mới hạnh phúc được bởi vì anh sống được cái môi trường tốt thì con người nó có suy nghĩ và hành động nó tốt ngược lại ở những nơi môi trường xấu bức bối cũng dẫn tới những cái suy nghĩ lệch lạc dẫn tới những cái tinh thần bất an mà gia đạo không thể phát triển được hôm nay tôi phát clip này hy vọng các bạn chiêm nghiệm ngay với gian nhà của các bạn xem nó đã cân bằng âm dương chưa nếu như mà chưa đạt được thì qua cái đề này các bạn cũng có thêm nhiều các kinh nghiệm Cuối cùng, xin chào và hẹn các bạn ở clip tiếp theo.